vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế huyện Vĩnh Tường kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam. Đẩy mạnh xây dựng thiết chế văn hóa tại xã Bình Định. Phần tin quốc tế có những tin chính. Sau hơn một ngày thảo luận, Liên minh Trung hữu tại Bỉ gồm 4 đảng dân tộc chủ nghĩa Framan, phong trào cải cách, dân chủ Thiên Chúa giáo và Open tự do và dân chủ Framan đã đạt được sự thống nhất về ngân sách, đồng thời kết thúc quá trình thương lượng thành lập chính phủ mới. Twitter vừa nộp hồ sơ chống lại Bộ Tư pháp Mỹ và FBI liên quan đến việc cung cấp dữ liệu người sử dụng mạng xã hội của hãng này lên tòa án California. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng đợt 2 năm 2014 cho 149 quần chúng ưu tú đến từ các chi đảng bộ trực thuộc. Sau 5 ngày học tập, các học viên được truyền đạt những kiến thức cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, những nội dung cơ bản của điều lệ đảng, phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và được giới thiệu chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó có 21 học viên đạt loại giỏi. Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế của huyện Vĩnh Tường vừa tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 và tổng kết một năm hoạt động. Dự buổi lễ có lãnh đạo Hội cựu chiến binh tỉnh, lãnh đạo huyện Vĩnh Tường cùng các hội viên trong câu lạc bộ. Câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế huyện Vĩnh Tường hiện có 38 hội viên đang trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực khác nhau như xây dựng, kinh doanh dịch vụ tổng hợp, chăn nuôi VAC, chăn nuôi bò sữa. Câu lạc bộ đã và đang tạo việc làm cho hàng trăm lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Mặc dù mới thành lập được hơn một năm, câu lạc bộ đã tập hợp được phần lớn các hội viên trên địa bàn có ý chí, nghị lực làm giàu chính đáng. Mục tiêu của câu lạc bộ nhằm động viên, chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế, giúp đỡ, cùng nhau vượt qua khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tham gia đóng góp vào các hoạt động từ thiện xã hội. Nhiều hội viên đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng và hiến hàng trăm mét vuông đất để làm đường giao thông, xây dựng nông thôn mới. Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và tổng kết một năm hoạt động là dịp để các hội viên trong câu lạc bộ tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, nỗ lực sản xuất kinh doanh giỏi, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo có nhiều gương nông dân làm kinh tế giỏi, trong đó tiêu biểu là anh Hoàng Văn Đề, thôn Nga Hoàng. Với tinh thần quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, năm 2010, anh đã mạnh dạn vay hơn 100 triệu đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Tam Đảo để xây dựng gần 200 mét vuông trường trại chăn nuôi gia súc. Nhờ tinh thần ham học hỏi, chịu khó nắm bắt kỹ thuật trong chăn nuôi, nên mô hình chăn nuôi của gia đình anh khá ổn định, đem lại hiệu quả cao. Hiện nay, gia đình anh đang nuôi gần 100 con lợn siêu nạc, giống lợn CB có xuất xứ từ Thái Lan. Anh cho biết, điều quan trọng trong chăn nuôi là phải làm tốt công tác phòng bệnh. Năm 2013, gia trại của anh cho xuất 3 lứa với khoảng gần 20 tấn lợn, sau khi trừ chi phí cho thu lãi gần 100 triệu đồng. Với những thành tích đạt được trong chăn nuôi, nhiều năm liền anh Hoàng Văn Đề được Ủy ban Nhân dân xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo tặng giấy khen và được bình chọn là hội viên nông dân điển hình về làm kinh tế giỏi. Hướng tới mục tiêu đạt chuẩn ngân hàng thân thiện và hiện đại, cung cấp những dịch vụ tiện ích tốt nhất đến khách hàng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Vĩnh Phúc đã thu hút nguồn tiền gửi một cách bền vững. Xác định công tác huy động vốn là một trong những nội dung trọng tâm trong kinh doanh, ngay từ đầu năm, ngân hàng đã xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách khách hàng một cách linh hoạt. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên ngân hàng kiên trì thực hiện tác phong, lề lối làm việc, tích cực khai thác, tiếp thị các khách hàng có nguồn tiền gửi lớn, nhằm tạo ra sự tăng trưởng ổn định nguồn vốn huy động. Bên cạnh đó, ngân hàng còn thường xuyên tổ chức học tập, trao đổi nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ giao dịch. Với những chính sách hấp dẫn, linh hoạt, đảm bảo cạnh tranh cùng với thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp, nguồn vốn huy động của ngân hàng liên tục tăng trưởng qua các năm. 9 tháng năm 2014, nguồn vốn huy động của ngân hàng đạt trên 120 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2013, chiếm gần 15% thị phần toàn tỉnh. Xác định tầm quan trọng của thiết chế văn hóa trong đời sống tinh thần của nhân dân, những năm qua xã Bình Định, huyện Yên Lạc luôn chú trọng quan tâm công tác đầu tư xây dựng, quản lý các thiết chế văn hóa, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền lồng ghép trong hội nghị từ xã đến từng thôn dân cư, nhân dân hiểu được lợi ích từ xây dựng thiết chế văn hóa, nhà văn hóa,
thôn văn hóa, gia đình văn hóa. Hiện 3 trên 4 thôn đã có nhà văn hóa đạt tiêu chuẩn, hàng năm tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 91%, đời sống văn hóa, vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. Các thiết chế văn hóa được đầu tư, xây dựng, sửa chữa đã phát huy tác dụng tích cực, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, là địa điểm môi trường sinh hoạt vui chơi lành mạnh của nhân dân. Nhìn chung là từ các cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể là vận động đến toàn thể nhân dân thực hiện rất tốt. Cái thứ nhất là về cái việc mừng thọ là riêng ở địa phương là tổ chức là cái ngày mùng 4 Tết, không có trong đó là gọn nhẹ, tiết kiệm. Cái thứ hai về việc cái xây dựng nông thôn mới, trong đó là cái việc xây dựng đường làng ngõ xóm theo cái kế hoạch, cái chủ trương của cái hội đồng nhân dân xã thực hiện rất tốt trong cuộc xây dựng thôn mới. Từ những kết quả trong việc xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn xã Bình Định đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thể chất của nhân dân và phát huy các nét đẹp văn hóa của địa phương. Chuyển sang phần tin quốc tế. Sau hơn một ngày thảo luận, Liên minh Trung hữu tại Bỉ gồm 4 đảng dân tộc chủ nghĩa Flaman, Phong trào Cải cách, Dân chủ Thiên Chúa giáo và Open Tự do và Dân chủ Flaman đã đạt được sự thống nhất về ngân sách, đồng thời kết thúc quá trình thương lượng thành lập chính phủ mới. Với thỏa thuận này, ông Charles Michel, chủ tịch đảng MR, sẽ trở thành tân thủ tướng Bỉ, thay ông Elio Di Rupo đã mãn nhiệm. Thành phần chính phủ mới cũng sẽ được thảo luận trong những ngày tiếp theo. Phát biểu với báo giới sau khi kết thúc cuộc họp, ông Charles Michel cho biết chính phủ mới sẽ phải tập trung vào cải tổ ngân sách cũng như các vấn đề kinh tế xã hội. Với thỏa thuận mới này, tuổi về hưu của người làm công ăn lương của Bỉ sẽ kéo dài tới 66 tuổi kể từ năm 2025 và 67 tuổi từ năm 2030. Như vậy, sau hơn 4 tháng sau ngày bầu cử liên bang, Bỉ sắp có chính phủ mới. Twitter vừa nộp hồ sơ chống lại Bộ Tư pháp Mỹ và FBI liên quan đến việc cung cấp dữ liệu người sử dụng mạng xã hội của hãng này lên tòa án California. Chiếu theo quy định hiện hành, Twitter không thể tiết lộ thông tin về các yêu cầu của chính phủ đối với dữ liệu của người sử dụng có liên quan đến an ninh quốc gia. Twitter cho rằng điều này đã vi phạm quyền tự do ngôn luận. Công ty cho biết sẽ tiến hành kiện nhằm nỗ lực buộc chính phủ phải minh bạch hơn trong các yêu cầu về dữ liệu cá nhân. Twitter đã đưa vụ kiện Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang Mỹ lên một tòa án ở Bắc California. Tháng 4 vừa qua, Twitter đã đệ trình một báo cáo minh bạch cho chính phủ Mỹ công bố. Tuy nhiên, cho đến nay, các quan chức vẫn từ chối yêu cầu của công ty về việc chia sẻ báo cáo này với công chúng. Hãng thông tấn Dogan đưa tin giới chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã áp đặt lệnh giới nghiêm ở 5 tỉnh Đông Nam sau khi ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống nhóm Nhà nước Hồi giáo IS tại nước này. Theo đó, lệnh giới nghiêm được áp đặt tại các tỉnh Mardin, Van, Soit, Batman và Diyarbakir, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một nỗ lực nhằm giải tán các cuộc biểu tình phản đối việc để IS mở rộng phạm vi đánh chiếm trong thành phố Kobani. Ngoài ra, các trường học ở Diyarbakir phải đóng cửa trong ngày 8 tháng 10. IS đã chiếm hàng trăm ngôi làng của người quốc quanh Kobani, buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán. Các cuộc biểu tình bùng phát trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ từ tối ngày 6 tháng 10 trong bối cảnh người quốc ở Thổ Nhĩ Kỳ hối thúc chính quyền trung ương bảo vệ người quốc ở Syria, nơi đang xảy ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa lực lượng IS và các chiến binh người quốc trong 3 tuần qua. Virus Ebola đang có dấu hiệu lan rộng ở Tây Ban Nha khi vừa có thêm 5 bệnh nhân nhập viện vì nhiễm loại virus này và Giới Y tế Tây Ban Nha đang gấp rút xác định hàng chục người có nguy cơ nhiễm bệnh. Truyền thông Tây Ban Nha đã quyết định công bố danh tính ca bệnh đầu tiên là nữ y tá Teresa Romero, khoảng 40 tuổi, làm việc tại bệnh viện La Paz Carlos III ở Madrid. Đây là ca nhiễm đầu tiên bên ngoài châu Phi vì bà đã chăm sóc cho hai người Tây Ban Nha nhiễm Ebola sau khi trở về từ Tây Phi, nơi dịch bệnh này đã cướp đi mạng sống của 3.500 người. Y tá Romero là y tá chăm sóc trực tiếp cho linh mục Miguel Pazares và bệnh nhân Manuel Garcia Viejo. Cả hai đều nhiễm Ebola ở các nước Tây Phi và lần lượt tử vong vào ngày 12 tháng 8 và 25 tháng 9. Trong khi đó, lao động trong ngành y tế của nước này cũng đang có phản ứng về vấn đề an toàn trong ngành sau khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên. Theo tuyên bố mới, IMF cho rằng kinh tế toàn cầu năm nay ở mức 3,3%, giảm so với mức dự toán đưa ra vào tháng 7 là 3,4%. Theo tuyên bố mới, IMF cho rằng kinh tế toàn cầu năm nay ở mức 3,3%, giảm so với mức dự đoán được đưa ra vào tháng 7 là 3,4%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2014 là 3,8%, giảm so với dự đoán trước đó là 4%.
Việc hạ mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu của IMF thể hiện triển vọng kinh tế không sáng sủa của khu vực đồng euro, Nga, Trung Đông và Nhật Bản. Nhà kinh tế trưởng của Quỹ tiền tệ quốc tế Oliver Blanchard cũng cảnh báo về nguy cơ phục hồi yếu và không đều của nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, trong bài phát biểu của mình, ông Blanchard cũng đánh giá cao những nỗ lực của Ngân hàng Trung ương châu Âu gần đây trong việc ổn định nền kinh tế Eurozone. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tâm nguyện cuối cùng mà người để lại cho hậu thế trước lúc đi xa. Di chúc thể hiện tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, với nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trên nhiều phương diện, vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai. Trong di chúc, mối quan tâm đầu tiên của Hồ Chí Minh là về Đảng, người căn dặn. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải gìn giữ sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con người của mắt mình. Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói lên mong muốn cuối cùng trước lúc đi xa là mong muốn toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc luôn khắc ghi lời dạy của Bác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, phồn vinh như lời căn dặn của Người khi về thăm Vĩnh Phúc. Phải làm cho Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta. Cách tốt nhất để chủ động phòng bệnh sởi rubella. Chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella miễn phí cho trẻ em từ 1 đến 14 tuổi trên địa bàn tỉnh được tổ chức cụ thể như sau. Đợt 1, tổ chức tiêm cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi, trẻ sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2009 đến ngày 31 tháng 8 năm 2013. Địa điểm tổ chức tiêm tại trạm y tế xã, phường, thị trấn. Thời gian tiêm chủng cụ thể tại các huyện từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2014, Yên Lạc, Vĩnh Yên, Phúc Yên, từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10 năm 2014, Vĩnh Tường, Bình Xuyên, Tam Dương, từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2014, Sông Lô, Lập Thạch, Tam Đảo. Đợt 2, tổ chức tiêm cho trẻ từ 6 đến 10 tuổi, trẻ sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2004 đến ngày 31 tháng 12 năm 2008. Địa điểm tổ chức tiêm tại các trường tiểu học, thời gian tiêm chủng cụ thể tại các huyện từ ngày 17 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 năm 2014, Yên Lạc, Vĩnh Yên, Phúc Yên từ ngày 24 tháng 11
Đến ngày 28 tháng 11 năm 2014, Vĩnh Tường, Bình Xuyên, Tam Dương. Từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 5 tháng 12 năm 2014, Sông Lô, Lập Thạch, Tam Đảo. Đợt 3, tổ chức tiêm cho trẻ từ 11 đến 14 tuổi, trẻ sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2000 đến ngày 31 tháng 12 năm 2003. Địa điểm tổ chức tiêm tại các trường trung học cơ sở, thời gian tiêm chủng cụ thể tại các huyện từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 16 tháng 1 năm 2015, Yên Lạc, Vĩnh Yên, Phúc Yên từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1 năm 2015, Vĩnh Tường, Bình Xuyên, Tam Dương từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1 năm 2015, Sông Lô, Lập Thạch, Tam Đảo. Đừng bỏ lỡ cơ hội được tiêm vaccine sởi Rubella trong chiến dịch dành cho trẻ em từ 1 đến 14 tuổi.